Xin chào các bạn. Hôm nay cô Hoàn Lê sẽ tiếp tục giới thiệu với chúng ta phân môn khoa học tự nhiên lớp 6 bộ sách Cánh Diều. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là chủ đề 8 đa dạng thế giới sống. Tiết 68 bài 19 đa dạng thực vật. Tiết này chúng ta được phân chia ra thành 3 tiết. Chúng ta đi phần tiết đầu tiên đó là phần 1 và phần 2 la mã các nhóm thực vật. Thực vật không có mạch dẫn, đó là đại diện cây rêu. Phần thứ nhất chúng ta nghiên cứu đó là các nhóm thực vật. Chúng ta có một bài tập như sau. Hãy dùng khóa lưỡng phân để phân chia các thực vật sau đây thành các nhóm. Rêu, dương xỉ, cây thông và cây hoa sen. Căn cứ trên kiến thức chúng ta đã học thì các bạn sẽ phân chia thành 3 bước. Ở đây chúng ta sẽ có đó là gì ạ? Bước 1 được phân chia thành 1A và 1B. 1A gồm không có mạch dẫn và nhóm có mạch dẫn căn cứ vào hai cái đặc điểm đối lập nhau này. Thì chúng ta sẽ phân chia ra được nhóm không có mạch dẫn gồm có cây rêu, nhóm có mạch dẫn thì có cây dương xỉ, cây thông và cây hoa sen. Nhóm có mạch dẫn thì gồm có nhiều cây hơn và chúng ta đi đến bước 2. Trong bước 2 được chia thành hai bước, đó là bước 2A và 2B. Cũng căn cứ trên hai cái đặc điểm đối lập nhau đó là đặc điểm không có hạt và đặc điểm có hạt. Thì nhóm không có hạt gồm có cây dương xỉ và nhóm có hạt là cây thông, cây hoa sen. Và hai bước này cũng đi đến bước thứ 3. Bước thứ 3 có 3A và 3B. Bước 3A không có hoa, gồm có cây thông và 3B là có hoa, là đại diện là cây hoa sen. Như vậy nếu căn cứ theo cái sơ đồ khóa lưỡng phân thì chúng ta sẽ có một cái sơ đồ như sau. Thực vật được chia làm hai nhóm đối lập nhau. Đúng không ạ? Hai nhóm đối lập nhau. Đó là nhóm không có mạch dẫn, nhóm có mạch dẫn. Nhóm không có mạch dẫn đại diện đó là cây rêu. Cây rêu. Nhóm thực vật có mạch dẫn thì cũng được chia thành hai loại đối lập nhau, đó là không có hạt và có hạt. Thì không có hạt đại diện là cây dương xỉ. Nhóm có hạt lại tiếp tục được phân chia thành nhóm không có hoa đại diện là cây hạt trần và nhóm có hoa đại diện là cây hạt kín. Như vậy căn cứ trên khóa lưỡng phân thì chúng ta đã có một cái sơ đồ để phân chia thực vật thành các nhóm đối lập nhau. Tuy nhiên chúng ta có thể gọi là hai nhóm chính lớn hoặc có thể gọi là bốn nhóm nhỏ. Như vậy thực vật được chia thành nhiều nhóm dựa trên các đặc điểm có mạch dẫn hoặc không có mạch dẫn, có hạt hoặc không có hạt, có hoa hay không có hoa. Cụ thể, cây rêu thì không có mạch dẫn, cây dương xỉ có mạch dẫn, không có hạt, cây hạt trần có mạch dẫn, có hạt, không có hoa, cây hạt kín thì có mạch dẫn, có hạt và có hoa. Các cái đặc điểm này các bạn lưu ý học hết cả một cái chương này cũng như là các cái nội dung kiến thức cơ bản thì đây là phần chúng ta cần phải lưu tâm nhiều nhất. Tiếp theo, chúng ta chuyển sang mục 2 la mã thực vật không có mạch dẫn và đại diện đó là cây rêu. Thì chúng ta có hình ảnh nơi mà cây rêu sinh sống và hình ảnh cấu tạo của cây rêu. Quan sát. Cộng với chúng ta sẽ quan sát hình ảnh qua video. Một cậu bé đã đi lấy rêu. Đó. Xem là cây rêu này được sống ở đâu. Đúng rồi, cậu ấy lấy rêu ở ven cái bờ tường nơi ẩm ướt, đúng không ạ? Nó thành từng đám một đấy. Rất nhiều cái rêu tập trung lại với nhau tạo thành từng đám. Đó. Thế thì những cái cây rêu này có thể mang về chúng ta trồng nó
cho nó lớn lên, hoặc là làm thành các cái bức tranh. Lát nữa chúng ta sẽ được quan sát theo một số cái tác phẩm được sáng chế từ các cái rêu này nhé. Tiếp theo chúng ta quan sát cho cô một cái video nói về cấu tạo của rêu để thấy rõ được cái rêu cấu tạo gồm những bộ phận nào. Chúng ta quan sát thấy nó có cấu tạo gồm có lá này, đúng không ạ? Thân này, rễ này. Rễ này là rễ giả các bạn nhé. Rễ giả, thân thì chưa có nhé. Lá, đấy. Và nó cũng chưa có cái hệ thống mạch dẫn đâu. Mạch dẫn là cái gì? Là cái ống dẫn nước, hoặc là dẫn các cái chất hữu cơ từ trên lá xuống dưới rễ, dưới thân. Nhưng mà ở cái rêu thì chưa có. Thế cơ quan sinh sản thì có cuống bào tử này. Chúng ta nhìn thấy là cái cuống bào tử bắt đầu từ lá, đấy, kéo dài lên trên đỉnh ngọn. Đấy. Và đây là cái túi bào tử. Túi bào tử. Cái đỉnh ngọn của cái túi bào tử này. Khi mà bào tử chín. Đấy. Khi mà bào tử chín. Thì cái nắp bào tử này bắt đầu nó cong ra. Rồi bắt đầu nó được bật ra. Thì các hạt bào tử cũng được rơi ra bên ngoài. Rơi ra bên ngoài. Đấy. Có thể nó rơi ra khắp cả. Rơi vào lá, rơi ra đất. Và nó cũng mọc lên thành những cái cây rêu con. Đấy. Đây là cây cái túi bào tử khi mà còn non nhá. Đó, túi bào tử khi mà còn non. Đấy. Các túi bào tử khi mà nó đã trưởng thành và già thì nó chuyển màu vào, chuyển sang màu nâu đây các bạn. Chuyển sang màu nâu, có nắp đậy ở phía bên trên này. Như cái màu chim ấy. Đấy. Đây, chuyển sang màu nâu. Đấy, túi bào tử khi chín đã mở nắp, rơi các hạt ra bên ngoài và mọc thành các cây con. Cũng phải có cái điều kiện đó là phải ở cái nơi ẩm ướt thì nó mới mọc được cây con. Đó, nên là chúng ta được quan sát qua cái lăng kính của kính lúp. Như vậy, đối với thực vật không có mạch dẫn, đó là cây rêu, thì rêu là thực vật có kích thước nhỏ bé và sống ở nơi ẩm ướt, ven đường, ven bờ tường, dưới tán lá cây to. Chúng sống cạnh nhau thành từng đám và có màu xanh. Cấu tạo cơ thể thì có cơ quan sinh dưỡng, có rễ giả, lá thật nhưng chưa có mạch dẫn, hệ thống ống dẫn nước, muối khoáng và chất dự trữ. Và cơ quan sinh sản có túi bào tử, có nhiều hạt nằm hạt túi bào tử, ở chỗ này là... chúng ta sai nhé. Đây, có túi bào tử thì nằm ở ngọn cây. Khi chín thì có màu nâu đen và nắp bào tử mở ra làm tung các hạt bào tử ra ngoài, gặp đất ẩm và các hạt bào tử cũng nảy mầm để tạo thành các cái cây con. Thế thì cái cây rêu này nó được ứng dụng như thế nào trong thực tế ấy? Thì các bạn quan sát một cái video sau đây. Một cái sản phẩm đã được tạo ra với giá 5 triệu đô. Cũng chỉ từ các vật phế phẩm. Thông tin này là cô lấy trên một cái trang Facebook. Người ta đã chuyển tiếp rất nhiều các cái comment. Của một tác giả rất là khéo tay đấy. Trên thực tế thì chúng ta có thể áp dụng nhé. Có thể áp dụng những bạn nào mà yêu thích các cái trang nghệ thuật ấy, chúng ta có thể tham khảo và làm thành các cái bức tranh rồi những cái mô hình mà chúng ta chơi nghệ thuật, trang trí trong phòng phòng khách của mình cũng như là cũng nơi
chúng ta có thể là mang ra bài trí và cũng có thể bán làm kinh tế được ấy. Tiếp theo chúng ta quan sát thêm một vài cái ứng dụng của rêu trong thực tế. Đây là những cái bức tranh mà các họa sĩ thay vì vẽ thì họ có cái khung tranh ở bên ngoài, còn phía bên trong này là họ cho bằng các cái cây gỗ, cây gỗ rồi những cái viên đá đấy, viên đá bỏ đấy, đưa vào đây tạo thành các cái hình như thế này, các bạn nhìn thấy rất là đẹp đấy. Đây, bức tranh về rêu này. Đấy. Và những bức tranh này đều được đạt giải các bạn nhé. Đây, hay là ví dụ như rêu rồi cây dương sỉ, họ đưa vào trong các cái kính lục lăng, đây, trong vào trong các cái hộp nhựa, đấy, tạo thành các cái mẫu mốt này, rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, rồi những bonsai cây cảnh này, đây, bonsai cây cảnh này các bạn thấy là rêu này, rêu phủ bên dưới đây này, dưới gốc cây này, đấy, dưới gốc này, thấy không? Rất là đẹp nhé. À, những bonsai này, đấy, rêu này. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc nhé. Và cô Hoàn Lê xin trân trọng cảm ơn các bạn. Hãy đăng ký và like, chia sẻ kênh của cô. Thế có gì mà các bạn chưa ưng ý thì hãy đóng góp ý kiến ở phía bên dưới. Bởi vì là có những bài thì cô cũng chưa chuẩn bị được kỹ càng. Thì cũng có những đôi khi là sức khỏe còn chưa tốt. Vì vậy các bạn thông cảm nhé. Thì lần sau có sự góp ý cô sẽ hoàn thành với cái nội dung nó sẽ tốt hơn và hay hơn cho các bạn. Xin cảm ơn. Oh.